cà phê được không? Cà phê sữa đá, cà phê sữa đá nha. Dạ. Em một sữa đá cho má. Không nhiều sữa không sữa? À, vừa Vừa sữa. À, để đọc quá mà cũng từng đọc quá nha cưng. Má còn trẻ vậy má. Khi nào cần phòng đó. Mới không? Mới là gì? Để là đúng 5 món đúng không? 5 món mới luôn hả? Dạ mới hết. Có thể tôi ăn luôn à? Dạ mới hết 5 món được rồi. Đi ngồi lên đi. Đây đây lạch má một phần. Ê, quay làm cho má. Má ơi, của lòng nhiều. Má tới thì có quà cho má liền. Trái cây đẹp da đúng rồi, trái cây đẹp da. Mặc dù không có mời, nhưng vẫn tới. Có ly cho má đi quay nè, má uống. Cái ly này đúng rồi, đi quay nha, kỷ niệm nha. Cũng có cái quay nha, cái gì nha. Trái cây ăn đẹp da. À, má. Có gì nữa không? Nếp dán này dùng thường má. Gọi là một phần quà rất giá trị 1 tỷ đồng. Chú gì? Trời ơi, cô Hai Dương không vừa điều kiện đó. Ghê quá đi, trời ơi, tỷ tự nha. Rồi. Tôi đang cần tiền kinh doanh đó. Không, tỷ là tỷ là quy đổi cái gì nữa? Tới đó không được, tôi tự tiền phòng kim luôn mà phải quy đổi. Quy đổi? À, nó là nhà nhà gớm á. Ủa nè. Có thể là tôi đặt tầng đi. Quá số 1 nha. Hồi nãy mình sẽ thử thập 5 cái phần quà cũng thăm cũng thưởng trên dưới 1 tỷ đồng. Quá trời ơi. Số 1. Tại vì mình tới đầu tiên theo dọn một tháng nha. Em ơi, khoan cho má cái trà, cà phê sữa cho má thử món bánh bình liêu đi. Dạ. Đây là chú nhân thứ mấy rồi con? Dạ, thứ 5. Bà má phải học hỏi con Huy ơi. Má từng nghe mỗi giờ mà... Lịch trình kinh doanh. À, lịch trình kinh doanh. Mà má muốn như vậy đó. Cho nên là có nhiều khi má cũng gọi tôi là Huy ơi, chưa một gì đó và có thể là chỉ dẫn cho má một cái đường kinh doanh gì chưa có tìm hiểu kỹ, cho nên là tại vì lấy quay đồng ăn phát triển quá, cho nên là má dọc nội cũng chia sẻ cho má để cho má có còn cái chân nhỏ nhỏ. Dạ, thật ra mới là cái đam mê má. Đam mê. Chưa má hay còn được bao nhiêu lời đâu. Ngọc lỗ đó. Ngọc lỗ đó. Trời ơi, chị tôi không nghĩ là má không nói gì nha. Nhúng lỗ rồi. Không, làm mà lỗ mà vẫn còn đam mê tới năm nay anh làm nhau quý vị nha. Nhưng mà tôi nghĩ không có đâu làm mình cũng phải có chút đỉnh chứ làm sao mà lỗ được đúng không? Dạ, tôi biết rồi. Dạ đây, đây là món mới, con ngâm cứu trong 3 tháng. 3 tháng luôn hả? Dạ, để tôi coi lần Black Mindy là thỏ đen của con. Black Mindy, bây giờ mình trước khi mình uống thì mình... Dạ đây, mà đây mình quét thử lớp á. Có quậy lên này không? Dạ khoan, khoan quậy má, miếng mì thì không quét, miếng ăn thử trước dạ. Quét lên. Dạ đúng rồi. Rồi mình bỏ hết vô họng mình ha. Dạ, cắn nửa miếng đó. Cái bánh này nó rất là giòn. Cái này gọi là bánh mì á con ạ. Dạ. Thôi vậy, cô trả lời sao? Thì đúng rồi, nó là bánh mì nha mấy chị nha. Đó, lại quét lên miếng nữa nè. Vừa miệng không? Ôi trời, trời, có hai giấy đàng hoàng. Đây, dạ, có hai giấy luôn. Đây má. Cái kem này là sao? Cái kem này là gì? Dạ, bí quyết nha. Độc quyền của con đó. Đúng hả? Dạ. Vậy tên đó con hả? Dạ, bây giờ uống thì má cứ uống quậy nhẹ nhẹ rồi uống thôi. Nói khi mình lấy bánh mì mình chấm vô kem rồi bắt đầu mình mới quậy cà phê lên mình uống. Dạ. Giờ mình thưởng thức, ví dụ như trước khi những người nào mà muốn uống cà phê mà mọi người chưa ăn sáng mà sợ bị sai cà phê đó thì mình có bánh mì mình chấm lót nhẹ con. Trời ơi, trời ơi, con chưa nói là má thông minh chưa? Trời ơi, má đâu cũng biết luôn á. À, hay bị ngát cũng hay bị giật mấy lần. Cho nên là bây giờ mình sẽ quậy lên. Dạ, mình quậy mà mình vẫn thấy được cái cà phê nó với lại cái này nha. Nó giống như là màu cacao vậy đó. Mà chắc cũng không có đậm lắm đâu. Cái dạ, màu này. Cái này chắc là vừa uống nè. Dạ đậm nhất của con á. Uống cà phê á có nhiều người ta uống được, nhiều người ta uống bị sai. Cho nên mình phải thử trước từ từ, mình đừng có hấp tấp mà mình ực nguyên một cái ly nữa là chết nha con nha. Trời ơi, hôm nay giống như một người mà kinh doanh vậy đó hiểu không? Rất rành rỏi như vậy. Gì yêu. À, trời ơi. Mình review nó phải rõ ràng, nó phải rõ ràng. Ê cái trà lớp của con. Ừ.
ơi, nó đậm đặc lắm. Nó đậm đặc chứ nó không phải là nước dạo lợn. Nó đậm đặc. Dạ. Rất là ngon. Quý vị cứ thử nha. Quý vị cứ thử, nhưng mà cái mùi nó rất là thơm. Và cà phê nó rất là vừa miệng. Nó không có bị nặng quá mà cũng không có bị lạc quá. Có nào má tôi bé Duy làm nghề food review ta? Chắc vậy quá. Sau cái video này thì mọi người nhớ nha. Nếu mà mọi người thấy Lê Giang nói đúng thì mọi người cứ tới đây thưởng thức đi. À, rất là ngon luôn. Lê Giang là từng uống cà phê mà mỗi ngày phải có cà phê, không có cà phê chịu không nổi nha. Thì đó là hôm nay là Lê Giang thấy là chính xác cái cà phê này nó vừa uống và rất là ngon luôn. Nói chung là hôm nay Lê Giang rất là vui, mặc dù là Ngôn Quý Huy không có mời. Ủa? Có không? Biết mình mời hay không mời gì nhưng mà cái tấm lòng của má tới đây. Tại vì má cũng quý Huy. Má cũng quý Huy tại vì có lần trước thì má bận công việc má không có tới được. Nhưng mà lần này má phải tới. Nãy có đi nói với Tuyền quản lý là nói là em đi đâu vậy? Nói đi tới cà phê của Ngôn Quý Huy khai trương. Nói tôi cho chị đi với. À, xin mà con, xin mà. Xin đàng hoàng. Vui nha. Mặc dù là tới không mời nhưng mày vẫn vui. Cái con... Kệ đi. Nói gì đâu hả con ha? Dạ. Tình thương là trên hết. Ngon lắm quý vị ơi. Ủa cái này là tự con phải suy nghĩ ra luôn hả? Thì đúng rồi, ta có đi nhiều nơi trên Việt Nam, con lấy tất vị gì là ngon lắm quý vị ơi. Ở đây là số mấy vậy con? Dạ, số 10 Tạ Hiện. Số 10 Tạ Hiện, quận 2. Dạ. Em là người khách đầu tiên. Và cái ly cà phê này đối với em nó quá ok. Sáng giờ em chưa uống đó, mà cũng may là em được uống cà phê ngay lúc em vừa ăn xong luôn. Tương đương sáng ăn xong thì lấy em uống cà phê. Đó, nếu mà cái ngồi rồi như em sáng thì cũng có bánh mì để không bị sai cà phê. Rồi xong nó hay quá vậy trời. Hôm nay Giang về con. Hôm nay là trước khi đi là má là đã nấu đầy đủ rồi, Giang về. Hôm nay là yêu liếc con tụi đây cũng không bị chắc luôn. Dạ. Rõ ràng. Dạ. Sống tham là liếc tôi bật tinh lên. Hôm nay mà Lê Giang thăm best từ cà phê Ngô Kiến Huy. Wow. 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 Cảm bách là má quay lại lần nữa đó má. Cũng được. Hay quá. Chúc mừng anh. Quên. Rồi đâu ra cái nón này đấy? Thì đó cái nón của tôi đó. Em phải nói là làm về một bài thơ hay chưa? Nói vậy thôi anh, lợi nghe em nữa. Trời. Đang có liền. Hôm nay vui thật là vui. Anh Huy mới mở quán Buni. Buni đúng rồi. Anh Huy mới mở quán cà phê. Anh Huy mới mở quán là Buni. Lòng em bỗng thấy sân si. Không biết là sân si á, tại sao họ giàu quá nè. Tài khoản cho mình cộng điểm nè. Sao anh? Tài khoản cho mình cộng điểm nè. Quên đi anh Lục Hơn. Cũng không? Bỗng thấy sân si. Bỗng sân si. Cầm ngay cuốn, đọc cuốn đại viên. Mới bàn nữa, mới bàn nó vũ luôn á. Xanh quá trời xanh, thầm con xanh. Xanh xong là phải đem ra rồi đi chấn ngang lại đi phải không? Em nói vụ đại kim xanh xiên quá. Mất chuyện thôi.